Rồi, sáng sớm thì chiếc này đi Mỹ Hòa của Tháp 10 Đồng Tháp. Giờ bắt đầu chuẩn bị lên máy. Xong còn khoảng 30 chiếc á. Rồi, chào buổi sáng. Này cập nhật máy trong kho 70.05. Mấy cái máy đang bảo dưỡng này, đang làm khách này, 95 Hà Bồn này. Đây cũng có chất lập hàm hay gì đây, đang gắn vô. Máy này thanh quá, máy này thì Thái Bình, Hưng Hà Thái Bình này. Đây cũng còn mấy chiếc đang làm này, đang bảo dưỡng. Thường thì mình làm bảo dưỡng miễn phí tiền công tất cả nha. Máy này thì ở Nam Định này, Trực Ninh Nam Định này. Còn này ở Long Cống. Một con làm rồi này đây. Như con này không phải tin nè, chỉ thay có lưới nè. Đúng không? Này mới đẹp. Này thì ở Hoa Lư, Ninh Bình. Thay mặt video này cảm ơn các bác đường xa đã không ai đường xa xa xôi và ủng hộ công ty mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bác. Rồi, xin chào các bác. Thì hôm qua ngày 8 tháng 8 có dự thêm một lô máy 11 chiếc á. Hôm
qua mình đang bên Thái Lan cho nên không có quay được video máy về. Hôm nay là 9 tháng 8 nè. Giờ chút nữa mình sẽ quay cập nhật từng chiếc về qua. Nghe nói là hôm qua về tới cũng mấy chiếc bán liền không à. Để có gì chút nữa mình sẽ quay video từng con cho các bác xem nè. Hiện tại giờ công ty cũng có khoảng hơn ba mấy chiếc cho nó bắt chọn đủ rồi hết. Đây. Tiếp theo là những cái máy đang bảo dưỡng để mình bán phải bảo dưỡng cho khách. Đóng đây nè. Bảo dưỡng hoàn thiện. Cái gà phía trước quay. Các bác quan sát cái kênh bán hàng mình ở dưới đây nè. Có cái nút đăng ký hay là gọi là nút subscribe, bác nhấn vào đó, nó sẽ đăng ký theo dõi kênh bán hàng của mình. Và sẽ nhận những video sớm nhất của được máy. Địa chỉ công ty của mình là ở ngay thị xã tỉnh Vĩnh Long nha, gần gần chỗ quốc lộ 53 chỗ Định Thạnh Sông Hồng. Thì phía trước vẫn là hai chiếc 105 đẹp với một số máy cài cũng gần 8 và 68. Cái massage mới. Còn địa chỉ công ty mình thì đây. Nó số gọi là vô lọt theo số 2 chỗ phía chỗ 07 02 703 nha. Thì Thiệu Tiên Vĩnh Long. Cảm ơn các bạn. Lô máy này toàn xe đẹp không nha các bác. Trung bình đẹp. Hôm nay là ngày 8 tháng 8. Xin chào các bác ha. Về lô máy 11 con DC70 95 có đủ. Chỉ mới về khoảng tầm 6 chiếc trước thôi. Lát nữa thì mới còn chiếc thứ hai. Hẹn hò nữa mình sẽ quay tổng quan cho các bác xem.
nay về máy tầm giá từ 250 cho tới 500 cái máy. Máy này về từ đời 24 tới đời 26 nha. Điện lát nữa có cái clip tổng quan về từng chiếc mình sẽ gửi cho các bác xem trên YouTube. Và số lượng trong máy nếu mà lô hàng này về thì tầm khoảng 40 chiếc trong kho nha. TC 70, 60, 95, 105 đều có đủ hết nha các bác.